Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tối 13 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã phạt bị cáo Lê Thị Dung, nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, 15 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo được giảm án vì đã khai nhận đầy đủ, thể hiện bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Nhận định của cấp phúc thẩm cho thấy, dù bị cáo Dung kêu oan cũng không làm mất đi tình tiết giảm nhẹ, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, theo điểm S khoảng 1 điều 51 Bộ Luật Hình sự. Thực tiễn xét xử thường gắn hai nội dung thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải với nhau để áp dụng chung cho tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm S khoảng 1 điều 51 Bộ Luật Hình sự. Vì vậy, nếu bị cáo có khai đúng, khai đủ, giúp chứng minh sự thật vụ án nhưng không nhận tội thì vẫn không được hưởng tình tiết giảm nhẹ này. Nếu xem thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải là hai tình tiết giảm nhẹ độc lập, có ý nghĩa độc lập thì thành khẩn khai báo có tác dụng giúp cơ quan tiến hành tố tụng thuận lợi trong chứng minh vụ án. Chỉ cần người phạm tội khai báo trung thực, đầy đủ những gì liên quan đến hành vi phạm tội, mặc dù không nhận tội thì họ vẫn được hưởng tình tiết giảm nhẹ này. Việc không nhận tội là do nhận thức của họ về tội phạm. Ăn năn hối cải thể hiện ở thái độ và nhận thức của người phạm tội, có ý nghĩa đánh giá khả năng giáo dục cải tạo sau này nên cũng có tác dụng giảm nhẹ riêng biệt. Đương nhiên, người phạm tội không nhận tội thì cũng không có cơ sở để được hưởng tình tiết này. Vì là hai nội dung độc lập, ý nghĩa khác nhau nên trong trường hợp người phạm tội thành khẩn khai báo tương đương với thật thà khai báo trong Bộ Luật Hình sự 1985 nhưng họ không nhận tội, theo tôi cũng nên cho họ được hưởng tình tiết giảm nhẹ này. Khi áp dụng, tòa cần ghi rõ chấp nhận nội dung giảm nhẹ nào. Tuy nhiên, nếu đáp ứng cả hai nội dung thì mức độ giảm nhẹ sẽ cao hơn. Nếu phân tích kỹ, điều luật sẽ thấy rõ, điểm S khoảng 1 điều 51 Bộ Luật Hình sự quy định là thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, chứ không quy định thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Vì vậy, thành khẩn khai báo là một tình tiết và ăn năn hối cải là một tình tiết khác được quy định trong cùng một điểm. Chỉ cần bị cáo thành khẩn khai báo toàn bộ sự thật khách quan của vụ án thì vẫn áp dụng điểm S cho bị cáo. Ngoài ra, theo giải đáp trên cổng thông tin điện tử Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thì thành khẩn khai báo được hiểu là người phạm tội trong quá trình tố tụng đã khai báo đầy đủ và đúng sự thật những gì liên quan đến hành vi phạm tội mà họ đã thực hiện. Ăn năn hối cải được hiểu là sau khi thực hiện hành vi phạm tội, người phạm tội thể hiện sự cắn rứt, dày vò lương tâm về hành vi phạm tội, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động, việc làm cụ thể để chứng minh cho việc mình muốn sửa chữa, cải tạo thành người tốt, bù đắp những tổn thất, thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, cần hiểu nếu người phạm tội đáp ứng một trong hai điều kiện, thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải, hoặc đáp ứng cả hai điều kiện này thì cũng chỉ được áp dụng một tình tiết giảm nhẹ. Theo Thạc sĩ Nguyễn Đức Hiếu, giảng viên bộ môn luật Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, người phạm tội phải đáp ứng đủ cả hai tình tiết thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải thì mới được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Trường hợp bị cáo kêu oan thì không thể xem xét tình tiết trên. Chẳng hạn như bị cáo thành khẩn khai báo, nhưng việc khai báo này theo hướng bị cáo đang kêu oan và cho rằng mình vô tội. Trong khi viện kiểm soát buộc tội và tòa án tuyên bị cáo này có tội thì không thể áp dụng thành khẩn khai báo để làm căn cứ giảm nhẹ. Và gần như những vụ án nếu bị cáo kêu oan, chối tội mà tòa áp dụng điểm S khoảng 1 điều 51 Bộ Luật Hình sự, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, và nếu muốn hưởng tình tiết đó thì bị cáo phải nhận tội. Đối với vụ án cô giáo Dung ở Nghệ An, có thể tòa án đang giải thích và áp dụng pháp luật theo hướng có lợi cho bị cáo, bởi pháp luật bên cạnh phải tuân theo pháp chế xã hội chủ nghĩa, thì cũng phải đảm bảo tính công bằng. Nhiều tội hiện nay trong Bộ Luật Hình sự thì vấn đề hình phạt so với hậu quả, tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm gây ra còn chưa hoàn thiện về tính công bằng. Có những tội hậu quả lớn nhưng hình phạt thấp, nhưng cũng có những tội hậu quả chưa lớn nhưng hình phạt khá nghiêm khắc. Điều này đặt ra trách nhiệm cho nhà làm luật và cả Tòa án Nhân dân tối cao trong việc hoàn thiện pháp luật về hình sự. Tại tòa phúc thẩm, cô Dung vẫn kêu oan, cho rằng mình không phạm tội. Cô Dung vẫn trình bày việc xây dựng quy chế là đúng. Việc trình bày này để chứng minh việc không phạm tội như trình bày tại tòa sơ thẩm. Điều này không phải là việc khai báo thành khẩn để nhận tội. Vì vậy, tòa phúc thẩm nhận định, cô Dung khai và trình bày việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ là tình tiết thành khẩn khai báo là không phù hợp.
Giả sử cô Dung trình bày, khai báo việc xây dựng quy chế đó là có, nhưng áp dụng quy chế đó chưa đúng đắn dẫn đến vi phạm pháp luật và nhận tội, thì tòa phúc thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, theo điểm S khoản 1, điều 51 Bộ Luật Hình sự thì mới phù hợp. Khoản 1, điều 51 Bộ Luật Hình sự quy định, nhiều tình tiết giảm nhẹ, mỗi tình tiết ở một điểm. Vì vậy, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là một tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Tối 13 tháng 6, sau tuyên án phúc thẩm đối với bị cáo Lê Thị Dung, nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên, và Nguyễn Thị Hương, nguyên kế toán Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ra thông cáo báo chí. Trước đó, ngày 24 tháng 4, Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên, Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Dung 5 năm tù, Hương 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bản án sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị như sau. Bị cáo Dung kháng cáo đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét bị cáo không phạm tội. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An kháng nghị, đề nghị hủy bản án sơ thẩm để xác định đầy đủ trách nhiệm của các bị cáo Dung, Hương, làm rõ hành vi của bị cáo Dung, xác định chính xác thiệt hại do hành vi phạm tội của các bị cáo. Theo thông cáo báo chí, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo, những nội dung kháng cáo, kháng nghị. Nội dung kháng cáo liên quan đến các vi phạm tố tụng. Tại phiên tòa, bị cáo Dung và những người bào chữa cho bị cáo cho rằng cấp sơ thẩm có một số vi phạm về tố tụng. Hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá và nhận định, mặc dù cấp sơ thẩm có một số vi phạm nhưng không ảnh hưởng đến bản chất của vụ án. Nội dung kháng cáo cho rằng bị cáo không phạm tội. Tại phiên tòa, bị cáo và người bào chữa đề nghị hủy bản án sơ thẩm, tuyên hai bị cáo không phạm tội, trả tự do cho các bị cáo, đình chỉ giải quyết vụ án. Trong các năm học 2014-2015 và năm học 2015-2016, đối với nội dung bí thư chi bộ và đi học cao học, bị cáo Dung đã được thanh toán lần thứ nhất từ nguồn ngân sách, nhưng tiếp tục kê khai quy đổi các hoạt động này theo quy chế chi tiêu nội bộ thành tiết dạy để tính tiền thừa giờ để thanh toán lần hai, cũng từ nguồn ngân sách, không phải là từ nguồn tiết kiệm của đơn vị. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt Dung về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan. Những nội dung kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, Tòa án cấp sơ thẩm kết luận Dung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thực hiện hành vi trái công vụ, hưởng lợi số tiền hơn 44,7 triệu đồng là có căn cứ. Từ đó đủ căn cứ xác định các bị cáo Dung, Hương phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, do đó không cần phải hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát. Vẫn theo thông cáo báo chí, về nghiệp vụ kế toán thì để thanh toán lần hai tiền thừa giờ, tổng số tiền hơn 44 triệu đồng trong các năm học 2014-2015 và 2015-2016 từ việc quy đổi các nội dung bí thư chi bộ, học cao học, tập huấn và nhận tiền vào cuối các năm học, thì kế toán phải lập các chứng từ kế toán hàng tháng, sau đó cuối năm được quyết toán và thanh toán một lần. Do đó, việc Dung chỉ đạo Hương lập chứng từ kế toán, thanh toán tiền thừa giờ lần 2 đối với các nội dung bí thư chi bộ, học cao học, tập huấn cho Dung, từ đó hưởng lợi số tiền 44.762.877 đồng, là hành vi phạm tội có tính liên tục, kéo dài. Hội đồng xét xử phúc thẩm xác định các bị cáo phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại khoản 1 điều 356 Bộ Luật Hình sự. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.